Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thành Ezi đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Dragon City nhé. Và nếu anh em nào thích video này hay là cho mình một like cũng như là comment xuống dưới video, nó sẽ là cái động rất lớn để mình có thể làm thêm nhiều video hay hơn nữa cho tương lai nhé. Rồi và chúng ta sẽ vào thế nào, let's go. Đây là đang bán con Dark Knight, con VIP Mythical với giá 248.000. Con này khá là giống với con Titan nhỉ anh em. Con Dark Titan nhỉ, không khác gì cả luôn ấy. Chúng ta đang đi lấy thêm cái coin. Ở đây có xem quảng cáo thêm không nhỉ? Có anh em ạ. À, ở đây được cái điểm di chuyển này. Anh em đợi mình xíu nhé. Đóng cửa nóng quá. Rồi, mình đóng cửa đây anh em. Mình đóng cửa cho nó đỡ nóng quá. À, bật điều hòa. Thì chiều nay mình vừa xem quảng cáo rồi, mình kiếm được khá là nhiều cái điểm di chuyển ở đây anh em nha. Mình đã kiếm được 22 điểm. Và hoàn toàn là mình có thể lấy được thêm mấy con rồng nữa. Tội gì không lấy nhỉ, đúng không? Đấy. Sáng nay nó bị hơi bị lắc lắc hay sao, hay là như thế nào ấy. Và chúng ta cũng không kiếm được. Nhưng mà kiếm được 50 mảnh thì mình thấy nó hơi khó này cho mình. Không biết là mình cố gắng hết sức thì không biết là liệu rằng có được không nhỉ. Và cố gắng thử hết sức nha anh em. Thế là lấy tối đa điểm từ bây giờ đến lúc ấy thì... Ui thì nó giật cho một cái. Thật sự là khó chịu nhỉ. Rồi chúng ta đang đi xuống phát. Đúng rồi. Di chuyển. Nhanh nào bạn ơi. Di chuyển tốc độ rất là nhanh. Nhanh vãi lều luôn. Đấy phút này. Ok. Ôi giời. Mình vượt qua được chỗ đấy cơ. Công nhận là mình giỏi. Phải nói công nhận là quả đấy mình cực giỏi. Oh my god. Tôi không ngờ tôi có thể vượt qua được cái chỗ đấy cơ. What? Cái này thì có thể nhảy qua được hai cái. Bắt đầu thấy hơi khó nha. Bắt đầu thấy hơi choáng váng rồi nhá. Chóng mặt đau đầu rồi nhá. Rứt đầu các kiểu rồi nhá. 107. Ui dồi, tí chết. Thôi không ăn mấy kia nữa. Ui dồi, không dám ăn luôn. Ui dồi, có thể bay qua được mà. Trời ơi, tôi đang đi đâu thế này. Con này trong tầm tay rồi. Con này con mới à, cho thêm được con mới này. Rồng khá đẹp anh em ạ, và thêm được đống óp. Lắm óp thế. Ta đi thôi anh em ạ, lắm óp quá. Ồ, cái này bao nhiêu coin? Cái này sẽ tầm khoảng 500 coin, 400 rồi ạ. Mình cứ tưởng là tầm 1.000 coin. Nói chung là đến được... Ồ, khó lắm nhá. Đến được cái con... Đến được 50 mảnh kia thì quá khó luôn. Kệ đi anh em ơi. Xem nhiều quảng cáo. Chơi nhiều nhất có thể. Và hy vọng mọi thứ đều sẽ tốt đẹp. 50 mảnh của con kia là... Quá là ngon đấy chứ. Ngon. Rồi mình sẽ lấy cái này trước. Đúng rồi, ok. Chúng ta sẽ lấy... Ui, mình tưởng bắn mình chết kìa anh em ạ. Mình nhảy có vẻ hơi sớm. Ở đây mình nhảy hơi sớm anh em nhá. Rồi, ok. Chúng ta lấy thêm rất là nhiều off ở bên này. Nhiều off vãi cả đạn luôn. Rồi đấy. Hay nha. Tuyệt vời đấy anh em ạ. Ôi, tại sao tôi có thể chết một cái ngu ngốc như thế nhở? Không thể hiểu tại sao tôi lại chết một cái ngáo ngơ thật sự luôn ý. What the fuck? Thế nhở? Phải là thất vọng luôn đấy. Quá chơi thất vọng quá. Không thể nào mà hiểu được tại sao lại như thế. Tôi đang cố gắng đi lấy thêm 50 off của Light Titan. Tại sao cái sự kiện lần trước nó không cho thêm đủ 100 off nhỉ? Có phải lấy cả hai cái không? Có phải ngon không? Rồi ok, nhẹ nhàng thôi. Bây giờ chúng ta mới qua cột mốc thứ 2. Chưa là gì cả. Rồi qua cột mốc thứ 5 cơ. Rồi, hợp lý phết nhờ. Đấu coin sẽ là của mình. Chắc chắn là mình sẽ lấy được Dark Titan rồi. Cái coin này nó cũng... Ui, hay thế nhờ. Quả lách đỉnh cao đấy. Dạ, nhiều lúc ngáo vãi. Đấy, nhiều lúc bị ngáo.
ngáo thật sự anh em ạ. Nhớ bị ngáo thật sự mới 101 thôi. Mục tiêu đặt ra là 110. Cố hết sức để có thể đạt mục tiêu 110 đây. Ui, có bắn qua được ạ. Ba cái vẫn nhảy qua được này. What the fuck? Kinh thật. Rồi, tôi sẽ lấy cái coin này. À, lấy coin rồi. Còn bây giờ coin lấy thêm cái khòm cơ anh em ạ. Ba mốc vẫn nhảy qua được nha. Một cái dark chest nó đâu được. Dark titan luôn thì sao? Không ra được. Tiếp theo là M. Lấy con này. Mình nghĩ là chúng ta hoàn toàn có thể lấy được thôi. Không có vấn đề gì khó lắm. Thì cần tập trung chơi thôi anh em. Cố lên nào. Hay là nếu mà thiếu một tí mình sẽ mua nhỉ? Cảm giác đang rất là đã. Đang rất là cố gắng hết sức để có thể mở khóa những con này ra. Thật ra thì mình chưa bao giờ mình đi đến cái cột mốc nó xa như thế này. Chẳng qua mấy lần trước nó lười quá thôi. Nhìn chung là sự kiện này họ vẫn cho mình cái cơ hội để mình lấy được Light Titan nếu mình cố hết sức. Ok. Hay nha bạn ơi. Tập trung hết sức nào. Tôi còn làm nhiệm vụ nữa cơ. Một đấu nhiệm vụ cơ. Bây giờ cái này là quan trọng nhất. Không cái nào quan trọng bằng cái di chuyển chơi kiểu Flappy Dragon này cả. Nhảy qua. Ok, chúng ta đang được có mốc thứ 5 rồi. Ui giời ơi, được rồi. Cứ qua đây là ok rồi anh em nhờ. Qua đây là rất ok đấy. Mình có một lần bị lỗi rồi, hôm nay chơi đúng một lần bị lỗi rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng là để lấy lại những cái gì bị lỗi. Đây rồi, ok. 107. Mới 107 thôi. Oh my god. What the fuck? 113, kỷ lục mới ạ. Wow, cái này chỉ có 5 mốc thôi. Hết điểm rồi đấy. Một cái lunchbox. Cái lunchbox nữa. Rồi. Lunchbox là tuyệt đẹp luôn. Oh. Wow. Bên này sẽ là coin khá nhiều ở dưới này. Bên này nữa. Nhiều lắm, nhiều thứ lắm. Rồi, chúng ta làm nhiệm vụ thôi. Nhiệm vụ là lấy thêm coin thôi. Đang đánh hai click gold và click food anh em ạ. Hát chuyên trứng. Click gold được luôn này. Click food thì chắc là phải đợi một xíu. Cái này như kiểu đu heroic thôi anh em, có gì đâu đúng không? Cho mất một ngày đúng không? Cho mất một ngày làm mấy thứ linh tinh. Một ngày, hai ngày, một ngày chứ. Chiều qua mình vẫn tao chăm chỉ mình làm đúng không? Tiếng nó giật túc cái đít rồi. Không thể hiểu được tại sao lại giật túc cái đít rồi. Xong rồi nói là không tính cho mình cái điểm nhỉ? Ngáo luôn đấy, thật sự là ngáo luôn. Nếu nó không tính cho cái đỉnh mình cái điểm. Ok. Chúng ta sẽ bị đứt đít rồi. Đứt phân phật vào. Đứt dây mạng rồi. Đứt phần phật là đứt dây rồi. Đứt dây mạng. Chúng ta sẽ đợi thôi anh em. Đợi chờ là hạnh phúc. Đợi. Đang cuống đợi. Đợi. Các kiểu luôn. Rồi chúng ta sẽ làm lại nhiệm vụ cái nhỉ. Chắc chắn tôi phải làm lại nhiệm vụ rồi. Không có cái nào khác rồi. Không chạy đi đâu được rồi. Dĩ nhiên rồi. Đây tôi sẽ lấy cái này trước. Rất là nhiều điểm mà. Rất là nhiều coin. 650. Như vậy là có một chỗ chưa lấy. Ồ, đi thêm phát nữa này.
Ý thơ còn đợi gì nữa nhờ? Còn khá nhiều cột mốc người ta có thể chinh phục, cho còn 2 ngày nữa. Cho còn tận 2 ngày nữa để làm rất nhiều thứ. Hoặc là nếu thiếu coin thì chúng ta sẽ nạp bổ sung một số lượng coin nhất định vào đây. Là ổn thôi nhờ. Mình nghĩ thế là hợp lý. Ui, nó giật. Cờ lờ cờ tờ. Ý chết, thật sự. Cờ lờ cờ tờ luôn đấy. Cái này chúng ta cũng sẽ kiếm được một số phút nhất định. Hơi đau đầu. Kỷ lục của mình là 113. Cái chỗ kia khó thế nhở. Không xuống được. Không xuống được mà lấy. Rồi, qua rồi. Hay nha. Hợp lý nha bạn ơi. 102. Kiếm 10 cái nữa. Khó phết đấy. Nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng vượt qua. Hay nha. Chỗ này vừa phải này. Nhảy qua thôi. Anh em nhìn thấy là dễ thôi. Nhưng mà lúc mà nhìn ấy nó choáng lắm. Đau hết cả đầu luôn ấy. Rồi ok. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Đau choáng mắt thật sự luôn. Không biết là trên điện thoại nó có bị choáng này không chứ. Mình nhìn mình choáng hết rồi. Ây. Ôi dồi. Ôi dồi. Ôi dồi. 116 á. Đít luôn à? Đừng bảo đít luôn nhé. Giờ này mình càng đánh càng lên tay anh em nha. Hay mình để dành để mình đánh mình mới kiếm nhiều điểm hơn. Chứ mình như thế này mình thấy nó hơi củ chuối nhờ. Cho thôi để dành điểm. Cái này sẽ bao nhiêu coin đây? Nhiều coin lắm. 500. Có khi mình còn lấy được thêm một con legend ấy. Chẳng biết được kiểu gì. Chỗ này sẽ bao nhiêu? Mình có thể lấy thêm khoảng 1k1 nữa. Haha. K1 coin. K1 coin này. 2k1 coin này. Lấy xong con này. Chắc thế thôi. Cùng lắm là lấy được tầm khoảng 2k1 coin. Ui dồi, trên này có cả một quả trứng VIP mythical nữa cả. Dã man. Ai mà lên tận đây được. Còn được cả thêm quả trứng heroic nữa này. Trời ơi là trời. Hack à. Hack ra mới ra được cái đấy. Đố được đấy. Đố ra được cái đấy luôn đấy. Khó vãi lều. Sao giải nó lag nhở. Này lag đít ra ngoài rồi này. Cái giả lập của mình ra này nó bị thích quái nào nhở. Đánh một trận đít 2 lần. Cú nhỉ. Cú thật sự. Chứ đừng có dùng cái giả lập. À chứ đừng dùng để trong phút nữa anh em ạ. Mình thấy nó lag lắm. Lag quá đi ơi. Làm sao lại bây giờ đây. Khó vãi trưởng luôn. Nhờ. Ok, và let's go. Chúng ta sẽ đợi thôi. Đợi chờ thôi. Đợi chờ là hạnh phúc thôi anh em. Không còn cách nào khác. Dĩ nhiên rồi. Đợi. Lạc quá. Giật cúc đít. Ok, chúng ta đã tắt xong về. Tắt xong rồi. Không lấy phút nữa. Mấy phút thì làm sao mà xong nhiệm vụ được. Đây, cuối cùng là xong cái phút rồi nha anh em. Cho có 5 điểm nữa mình chắc là mình sẽ chơi trên điện thoại ấy, để xem là cái khả năng chơi của mình đấu đỉnh hơn không. Ở đây vẫn có xem để lấy thêm cái điểm này nha anh em. Cái này sẽ có 10% là một cơ hội à. Lần trước mình được 5 này, 5% là 10. 3%, 3 điểm là 29. 10 cái là chỉ có 1% cơ hội rồi. Dã man thật sự luôn. Cái này như chỉ có một ngày hay sao ấy. Kết thúc một ngày là xong hay sao anh em ạ. Tôi không dám dùng cái lấy vàng nhanh nữa. Tại vì nó giật tung đít ra luôn đấy. Rồi chúng ta sẽ đi thêm một vài điểm nữa. Mình kiếm thêm được một số lượng coin nhất định. Và mình sẽ đi mở thêm vài điểm nữa anh em ạ. Con đấy là trong tay rồi. Để xem nhớ đâu lại không lấy được thêm legend đâu. Legend nó phải tầm khoảng hơn 10.000 cơ. Con này thì chỉ đến lấy thế thôi. Với lấy thêm con epic nữa. Xem có con gì mà nho nhỏ lấy thêm thôi. Chứ
không cần quá, hoặc là đi thêm cái điểm bên kia để lấy thêm coin ABC gì đấy. Ờ, hợp lý nhỉ. Được anh em ạ. Lấy thêm cái điểm di chuyển ấy, để hy vọng vào một ngày là sẽ lấy được 50 orb của Light Titan. À, lấy xong Dark Titan còn phải tính toán là lấy Light Titan nữa. Không phải đơn giản nhá. Chúng ta sẽ cố gắng vậy. Tính sau. Nói chung là sự kiện lần này mình thu hoạch nó khá là nhiều, khá là lớn. Một sự kiện mình khá là thích. Đấy. Và chúng ta sẽ chuẩn bị đợi để đua Heroic thì phải, hình như sắp có Heroic thì phải. Hết rồi, hết coin rồi nha. Bây giờ sẽ đi cái con phỉ khỉ gió, con Dark Titan này. Tại mình đang có 1200, con này mở khóa này. Mở khóa nhưng mà mình không quan tâm. Loại này không quan tâm, bây giờ loại Legend này không quan tâm. Nó phải là Titan. Ok boy. Legion. Ôi là xồi, chán vãi cả đạn. Còn 2 bước nữa. Vừng ơi, mở ra với 848.000 phút. Trời ơi là trời, không có gì là vui cả. 540. Tôi nghĩ tôi sẽ cần khoảng hơn 1.000 nữa. Tối sáng mai lấy, xong rồi sau 9 giờ lấy sẽ được khoảng 1.200. Rơi vào tầm khoảng 1.200 gì đấy. Là chắc là chúng ta sẽ đến được cái chỗ này. Và chỉ còn một bước nữa thôi là đến giờ rồi. Nói chung là chúng ta đang tập trung hết sức. Ok, vui vãi. Ở đây có một con 5 có thể đi được rất là nhiều bước này. Cũng sẽ đi lấy con này chăng. Nó có Hòm Legend. Thôi được, để tính toán nha anh em. Chúng ta sẽ tính toán sau về cái phần đi kiểu đấy. Ok, chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào và hẹn lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye. Infinity Island.